cô đố và các bạn trả lời nhé. Rồi, các bạn cùng đọc cùng mình nào. Con gì tên có chữ ba? Ăn cua, ăn cá, nhìn qua ngỡ rùa. Con gì nhỉ? À đúng rồi, con ba ba đấy các bạn ạ. Đây là hình con ba ba nè. Nhìn giống con rùa nhưng không phải con rùa đúng không nào? Rồi, chúng ta đọc câu đố tiếp theo nhé. Con gì quen vẻ già nua, bốn chân ngắn ngủn thọ đua chả ngờ. Đúng rồi, đây mới là con rùa. Đây là hình con rùa này các bạn ạ. Các bạn cùng nhau đọc lại hai câu đố này nhé. Con gì tên có chữ ba, ăn cua ăn cá, nhìn qua ngỡ rùa. Con gì quen vẻ già nua, bốn chân ngắn ngủn thỏ đua chẳng ngờ. Ok chưa nhỉ? À, mình giới thiệu với các bạn một chút là cái phần mà thỏ đua chẳng ngờ này, các bạn có biết là vì sao tác giả Phúc Định lại lấy một cái hình ảnh thỏ đua chẳng ngờ để trong cho câu đối không? Đó là vì bắt nguồn từ một câu chuyện ngụ ngôn, đó là giữa cuộc thi giữa rùa và thỏ. Thì các bạn nghĩ là thi chạy các bạn ạ, các bạn nghĩ là chắc chắn là bạn thỏ sẽ thắng đúng không nào? Nhưng mà bạn trong cuộc thi lần đó thì bạn thỏ đã thua vì bạn thỏ mải chơi, còn bạn rùa đã chiến thắng đấy các bạn ạ. Chính vì vậy nên cái câu chuyện đó cũng đã truyền tai từ đời này sang đời khác. Và mọi người thường thường nghĩ là chạy nhanh như thỏ nhưng thực ra là không nhanh một chút nào. Rồi, mình sẽ xuống với bài nói nhé. Bài nói hôm nay sẽ vẫn thuộc vào thuyết bài xin lỗi. Rồi, chúng ta cùng nhau xem tranh. Tranh có hai bạn nhỏ đang cùng nhau chơi đá bóng. Tuy nhiên là các bạn ấy không chơi ở trong sân cỏ hay là sân bóng, mà các bạn ấy lại chơi ở gần đâu nhỉ? Cổng trường cạnh phòng bác bảo vệ. Chính vì vậy nên quả bóng đã đá vào người bác bảo vệ. View một cái đúng không nào? Vậy theo các bạn trong trường hợp này chúng ta phải xử lý như thế nào? Đúng rồi, chúng ta cần phải khoanh tay vào xin lỗi bác bảo vệ ngay và hứa với bác là từ sau chúng cháu sẽ không chơi bóng ở nơi này nữa ạ. Ok, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi sang phần 4 và phần 5 của bài 33 rồi. Hoàn tất bài 33 rồi, xong rồi các bạn ạ. Thời lượng của video thì cũng hết mất rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau các bạn nhé. Tạm biệt.